Giá dầu đạt đỉnh mỗi chuyến tiêu tốn hơn 50 triệu đồng. Đến nay khi giá dầu giảm, ngư dân tiết kiệm được gần 10 triệu đồng. Chi phí giảm, bà con tích cực vươn khơi kéo theo dịch vụ hậu cần nghề cá cũng nhộn nhịp theo. Nhiều ngư dân đầu tư thêm trang thiết bị hàng hóa, cải hoán ngư lưới cụ nên khai thác rất hiệu quả. Ngành thủy sản khuyến cáo các chủ tàu cần kết hợp các hoạt động đánh bắt để nâng cao hiệu quả, hình thành tổ đội hỗ trợ nhau trong quá trình khai thác bám biển dài ngày hơn để giảm chi phí.